Vancouver. Dạ, hân hoan chào đón quý vị tới tới chương trình tuyển lựa tài năng ngôi sao điện giật. Dạ, kính thưa quý vị, suốt một thời gian dài, ban giám khảo chúng tôi đã lựa chọn sàng lọc, bươi móc, sàng tới sàng lui, rốt cuộc cũng không tuyển được người nào hết. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đã tuyển được một số người tài năng. Chúng tôi xin tuyên bố. Bác ơi. Ủa, security đâu mà sao không giữ người vậy? Dạ, kính thưa quý vị, sao đây? Bác ơi, bác. Bác đi đâu vậy? À, đi cua có nhọt. Đi đâu? Đi cua có nhọt. À, đi cua cái cô bị mụn nhọt á hả? Không phải, đi cua có nhọt. Bác nói có nhọt đó, có nhọt, có ca sĩ đó, có ca sĩ Đoan Trường đó. À dạ, ca nhạc. Dạ, xin lỗi bác, đây là người miền gì mà bác nói con không nghe được. Không nghe được luôn à? Dạ, bác. Ê, người... tôi hót có đoán được không? Dạ sao? Tôi hót. Này hơi lạ. Tôi hót. Hát. Dạ, tôi tử chim hót. Dạ. Dạ, dạ được, bác hát đi. Dạ, con... dạ, tôi hót là đoán thử nghe. Dạ, con đoán bác. Dạ. Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người Trung. Nắng mưa bay trừ cách trở miền Trung xa muôn trùng. Trời ơi, hát vậy là biết miền nào rồi. Người ơi, có về miền Trung thăm người Trung, ghé lại miền Trung ăn đồ Trung. À, bác người miền Trung. À, tôi người miền Tây. Yeah. Kỳ vậy bác. Tôi thích vậy á, thích dương đông kết tay á. Thôi bác miền Tây. À, tôi thấy mặt vậy là biết miền Tây rồi. Dạ. Ủa, bữa nay bác đi đâu rồi, đi lên sân khấu đây? Đâu có, tôi đi coi cái nhạc mà không có chỗ ngồi, tôi kiếm cái ghế, tôi đem đi chỗ ngồi đó chứ. Ủa, ở đây đang làm cái gì vậy? Ở đây là đang ở chương trình thâu hình. Ủa, thâu hình hả? Dạ, thâu hình mưa. Cho tôi miếng hình coi. Dạ, đang thâu hình. Nhưng mà ở đây làm gì? Dạ, đây là thi tuyển lựa tài năng ạ. Ủa, tuyển lựa tài năng hả? Dạ. Ai có tài năng cho thi à? Dạ, ai có tài năng cũng được thi hết. Cho tôi thi đi. Bác thi? À, cho tôi thi. Được không? Bác có tài năng gì? À, tôi thi xiếc. Chà, cái này lạ nha. Được, xiếc. Rồi. Vậy cho tôi thi nha. Ừ. Kêu cái ông kia đẩy cái máy qua đây chút đi. Sao vậy? Đúng rồi. À, không sao đâu bác xiết là bác đứng ghế này bác nhảy xuống đây cái gì mà ngu quá, nhảy xuống đó cho trào máu hả? Ủa, đâu leo. Ủa sao vậy, chứ bác leo ghế làm gì? Thấy người ta nút rắn chưa? Dạ bác thấy rồi. Nút lưỡi lam chưa? Nút miệng chai miệng sành chưa? Thấy mấy cái bóng đèn này sao? Bác nút bóng đèn. Mày tàu leo, tao nút cái ghế nè. Nút cái ghế xuống dưới cho đứng lên làm cái gì? Đứng lên để cho cái bóng đèn soi cho người ta thấy mặt tao trước. Biết đâu được ta nuốt vô là ta chết là sao? Rồi, bác biểu diễn cho khán giả coi. Trước khi nuốt cho nói chuyện khán giả vài câu nha. Dạ được. Kính thưa quý vị, trước đây quý vị đã từng xem nút rắn, nút lưỡi lam, nút miệng chai, miệng sành. Ngày hôm nay quý vị sẽ xem tiết mục nuốt cái ghế. Chắc chắn là quý vị đang thấy cái ghế nó bằng sắt như thế này. Không biết tôi nuốt vào trong nó có chết hay là không chứ gì. Có chết hay là không. Còn ơi, nuốt vô nó có chết không? Trời đất ơi. Ông nuốt cho tôi nuốt rồi hỏi tôi. Ta chưa có nuốt lần nào. Trời ơi, sao bệnh đâu quá. Nhưng mà đổ xiết cái gì thôi. Cho ta nuốt đi, ta đang đói nhiều lắm rồi. Ôi dẹp đi. Giờ hỏi thiệt bác nè, không có giỡn nha. Bác còn tài năng nào khác không? Làm thơ. Làm thơ? Ừ. Cũng là một cái chuyện hay đó. Tôi làm thơ hay lắm đó. Rồi, bác tôi làm thơ mà đến độ con vợ tôi nó cũng làm thơ lay theo tôi. Sao? Đó, nó làm cái bài thơ mà diễn tả về tôi giống vậy nè. Chồng em rất thích làm thơ, ra vào ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế nào. Đến nay em rất tự hào, con em chưa có đứa nào làm thơ. Căng thẳng quá. Hay lắm, được rồi. Bây giờ bác biểu diễn cho quý vị khán giả. Tôi sẽ đọc một bài thơ diễn tả về quê hương. Rồi, hay lắm. Dạ. Quê hương là rất hay.
Dạ. Hôm qua tắm nước rầu rình, tôi lội xuống nước cái quần ướt mềm. Cái gì kỳ cục vậy bác? Thơ gì mà nghe không có vệ sinh gì. Bác làm cái thơ gì mà cho cái... Nói về cái quần cũng được, nhưng mà nó đừng có ướt. À, ý nó là... còn nguyên. Ra, ý là nó cái quần không ướt. Đừng có ướt nha. Hôm qua tắm nước rầu rình, tôi lội xuống nước cái quần mất tiêu. Đây, đây là anh yêu cầu nha. Anh yêu cầu là cái quần không ướt thì nó mất nó đâu có ướt. Bắt đầu sợ thơ của bác rồi đó. Thôi bây giờ không được. Thơ là thấy không được rồi. Bắt đầu tài năng nào khác không? Với anh thôi, thơ là chuyện nhỏ. Tôi là tài năng của tôi là ca hát. Ca hát? Yes sir. Rồi, bác ca nhạc gì nè? Tôi xin trình bày một nhạc phẩm rất quen thuộc, bài hát được mang tên Ngoại Quốc. Bài gì? Bài hát được mang tên Ngoại Quốc. Là nhạc... Chưa giới thiệu tựa đề mà. Nhạc Ngoại Quốc, xin lỗi. Đó, bài hát được mang tên Ngoại Quốc với tựa đề No Limit. No Limit. Thấy mặn bà ba mà hát No Limit là hú hồn mà. Ở đây Việt Nam nhiều không lắm, bác phải hát tiếng Việt nữa. Phải rồi, tôi phải dịch qua tiếng Việt cháu. Rồi bác dịch tiếng Việt. Dịch qua tiếng Việt dễ ồn này, đây No Limit, dịch qua tiếng Việt không giới hạn. Rồi, bây giờ không, bác không, sẽ hát không giới hạn không đúng không? Không có nhạc là hát theo không có nhạc. Bây giờ con sẽ làm nhạc cho bác hát. Ok. Nha. Bác muốn hát nhạc hip hop không? Rồi, hát nhạc hip hop. Rồi, làm đi. Thôi nghỉ đi. Ta đi thì ta chưa biết ta ăn cái giải gì mày phun nước miếng cho mặt tao. Mày cho mày phun nước miếng cho mặt tao là sao? Ta hát dở hay khán giả người ta cho ta chứ mắc mớ gì mày chưa hát mà mày phun nước miếng cho mặt tao. Bác hiểu lầm rồi, cái nhạc hip hop là nó phải có cái tiếng trống như vậy. Thôi khỏi đi. Tiếng trống của mày mất vệ sinh. Để ta hát không hả? Đi, rồi, bác hát đi. Rồi, bác hát đi. Để ta hát à? Oh yeah. Oh yeah. Cái gì vậy? Michael Jackson. Oh yeah. Oh yeah. Cái gì vậy? Michael. Bác làm Michael cũng phải làm cho nó giống. Michael là người ta hốt ở đây nè. Bác hốt ở đây vậy? Ta tập rồi. Mấy bữa ở Cali ta tập được. Qua bên này nó lạnh quá hốt nó vuột. Hốt cái nó vuột lên đây nó mới dính à. Rồi được rồi, hiểu. Rồi bác hát đi nha. Thôi bây giờ hát. Rồi hát. Thôi hát không đi đừng hốt nữa nhục quá. Gì? Hốt mà không dính mẹ gì hết. Nó hát không. No. Nó mày mày phun nữa tao nghĩ đó nha. Cà chớn. Hát. No limit. Không giới hạn. Cái gì? Hán nè. Bác hát cái gì vậy? Bác hát cái gì vậy? Bác đang hát No Limit đang hay, bác đưa qua cái lời Việt. Nè là cái gì? Bác nói ta nè. Hát không giới hạn. Mà tại vì cái nốt nó lên mà. Nó lên thì... Hát tiếng là hát tiếng nước ngoài được, nhưng mà hát tiếng Việt là chắc chắn là không giới. Còn mày la tao sợ, tao mới kêu nè nó nè. Không được. Bác hát về là hát bài này thấy không được rồi. Thôi ấy cho kể chuyện vui đi. Được rồi. Kể chuyện vui nếu được cho ta làm MC cũng được. Được. Kể chuyện cho khán giả vui. Đó là một cái tài năng tốt. Sau đây xin kể một câu chuyện vui cười bể ông bầu. Rồi. Kể đi. Chắc vui lắm phải không? Chắc chắn là vui. Rồi. Ngày xưa ở một ngôi làng nọ có một bà mẹ và ba đứa con sinh sống ở trong làng. Khúc này chưa có cười. Một ngày nọ, cậu con trai út lên đường đi vào hiến xác cho con Trần Tinh. Cậu ta đi một ngày, hai ngày, ba ngày không thấy về. Dân làng không thấy về, bèn lập bàn thờ cho cậu con trai út. Chỗ này vui nè. Chưa có cười.
Rồi đến lượt cậu con trai thứ hai cũng đi. Anh ta đi một tuần, hai tuần, ba tuần, rồi cũng không thấy về. Dân làng biết anh chàng đã chết nên lập bàn thờ cho anh ta. Cháu này bắt đầu cười. Có con mẹ gì đâu mà cười. Rồi người con trai thứ ba cũng đi. Anh ta đi một tháng, hai tháng, ba tháng, rồi dân làng cũng không thấy anh ta về nên lập bàn thờ cho người con trai thứ ba. Chưa có cười. Cuối cùng bà mẹ cũng phải đi. À, cho này cười. Bà đi một năm, hai năm, ba năm không về. Dân làng biết bà ta đã chết nên lập bàn thờ cho bà mẹ. Vui quá. Vui quá. Đâu thấy gì đâu vui đâu. Cười chưa? Cho này cười chưa? Cả gia đình người ta chết hết mà cười cái gì? Sao mày không có lương tâm vậy? Trời ơi, sao bác nói bác kể chuyện cười? À, mày không cười mà ở dưới người ta cười. Cũng là tài năng hay. Dạ. Nhưng mà cũng chưa được đủ điều kiện để được cái ngôi sao điện giật. Chết cha, giờ bây giờ làm sao? Bây giờ điện giật á, kiếm cái ổ điện cho tao coi. Chứ vậy? Cắm mẹ vô nói đi cho rồi. Chứ bây giờ, hôn máy cho tao hát dân ca đi. Dân ca kỳ này phải đàng hoàng nha. Hay lắm á. Đừng hát giống như là nô lý lịch như nãy nha. Rồi, bây giờ bác hát miền nào nè? Dĩ nhiên là hồi nãy tôi giới thiệu tôi người miền Tây mà. Dạ, dân ca Nam Bộ đúng không? À, tôi hát dân ca miền Bắc. Vậy vậy nó sốc ghê không? Dương Đông cái tay đó ha. Rồi, bây giờ bác hát thể loại gì nè? À, ca trù. Tôi trù hay lắm đó. Chú đưa tên tuổi tôi trù cho mai có kết quả liền. Tôi không có giỡn với chú nha. Rồi, bác hát bài gì nè? À, tôi hát một bài hát rất quen thuộc. Bài hát được mang tên Bà Tôi. Bà Tôi, rất tình cảm. Rồi, à, mời bác. Bà tôi đưa tôi ra đầu làng một mình. Bà đội cả trời nắng to. Này là bóng nắng liêu xiêu đưa tôi về làng. Này là gió mát trăng thanh theo tôi đường lạc. Làng tôi quanh co, 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 không có đường ra. Cái gì kỳ cục vậy? Trời đất ơi, quanh co không thấy đường ra hả? Không thuộc à? Trời đất ơi, không chú hát gì vậy? Rồi chú cho tôi hát đi mà chú. Rồi, chú cho tôi đi đi, chú ơi, tôi đi đi chú ơi. Bác ơi, bác ơi, bác đi về đi bác ơi, bác ơi, bác đi về giùm con đi bác ơi, không có thì giờ đó bác ơi, bác ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Bác ơi, con mệt lắm rồi, bác có biết không? Này trời ơi, bác ơi, bác ơi, bác ơi, bác ơi, bác ơi. Bình thân phục dĩ, tạ lễ hương linh tư bái. Gì vậy? Cái gì vậy? Ai biết? Tự nhiên ta đang nói chuyện mà tụng kinh chi? Trời ơi, thì bác nát. Không phải, ý ta nói giống vậy nè. Là ta muốn là nói mà một câu gì thôi. Là mày thấy mấy đứa bạn ta đâu không? Bạn bác sao? Nguyên một nhóm ở trong bệnh viện tâm thần ra đó. Bữa nay trời mát rồi, người ta cho ra nghỉ ngơi á. Mày có thấy nó là đồng chỉ không tao nữa? Dạ, hồi nãy trước khi vô mà đây hả, mấy đứa kia nó bệnh nặng lắm, tội nghiệp. Nó trẻ hơn bác mà nó bệnh nặng. Nó bị nặng sao bác? Nó bị con chó cắn cho nên nó bị bệnh nặng lắm con. Trời ơi, tội nghiệp. Còn bác nhẹ hơn nên bác sĩ mới vào bác quản lý mấy đứa nó. Bác nhẹ hơn mà. Ờ, bác. Tụi kia là bị con chó cắn, bác nhẹ hơn. Ờ, tốt ha. À, bác cắn con chó nên bị á. Chí tài. Xin mời tất cả quý vị rất nhiều. Chúc quý vị được nhiều sức khỏe, công việc được tốt đẹp. Và nhân tiện đây cũng chúc cho trung tâm mưa rừng được gặt hái được thành công. Và cái điều thành công trước tiên là Linh thấy quý vị ngồi đến giờ này, gần 1 giờ rồi mà quý vị vẫn ngồi. Đó là quý vị đã thương anh em nghệ sĩ cũng như thương trung tâm mưa rừng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Chúc quý vị được nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong công việc. Xin cảm ơn.